Xin chào các bạn, lại là Huyền Trang đây. Ngày hôm nay Huyền Trang xin giới thiệu với các bạn chiếc xe dẫn đầu trong top 10 chiếc xe giá tốt nhất trên thế giới, một chiếc xe phân khúc C, thương hiệu Hàn Quốc được lắp ráp bởi công ty ô tô Trường Hải tại Việt Nam. Chiếc xe này thì đã được xuất khẩu ra nước một số nước Đông Nam Á vào năm 2019. Trước mắt các bạn đây chính là một chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe Cerato 1.6 AT này được ra mắt vào tháng 12 năm 2018. Lấy cảm hứng từ chiếc xe Kia Stinger, một chiếc xe thể thao sang trọng, chiếc xe bán chạy nhất của thương hiệu Kia tại một số thị trường ở nước ngoài. Xe Kia Cerato có 4 phiên bản để lựa chọn, bao gồm một phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động. Có giá bán từ 559 triệu đến 675 triệu với 8 màu cơ bản, có rất là nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Trước mắt quý vị đây, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu chi tiết về chiếc xe Kia Cerato 1.6 AT Luxury màu đỏ với giá bán 635 triệu tại thị trường Việt Nam. Cerato 1.6 AT Luxury có kích thước dài là 4.640mm, rộng 1.800mm, cao 1.450m. Chiếc xe sở hữu mặt ca lăng hình mũi hổ, cấu trúc kim cương, đẹp, mang phong cách truyền thống của xe Kia, với hai thanh mạ chrome to bản sáng bóng. Cụm đèn pha thiết kế trẻ trung, bắt mắt, vuốt dài sang hai bên. Trang bị đèn pha halogen projector, có đèn LED định vị ban ngày sang trọng, giúp cho chúng ta có thêm được cái quan sát tốt hơn vào ban đêm. Đèn báo rẽ của xe được thiết kế riêng biệt, là một điểm nhấn táo bạo của hãng xe Kia. Thiết kế chung với cái hộp gió tạo tăng tính khí động học cũng như là cái sự khỏe khoắn cho xe. Đèn sương mù halogen projector không những tăng sự sang trọng cho xe mà còn giúp tăng khả năng quan sát hơn nữa cho người lái, đặc biệt là khi đi trong điều kiện sương mù, nhiều bụi. Đây, các bạn hoàn toàn có thể quan sát thấy phần cản phía trước của xe đã được sơn phủ một lớp đen bóng, tạo sự lịch lãm ấn tượng. Xe được trang bị 4 mắt cảm biến phía trước, tăng tính an toàn cho khách hàng khi sử dụng và hoàn toàn có thể tắt được cái tiếng kêu của nó khi đi ở trong nội thành đông đúc các bạn nhé. Chúng ta hãy cùng quan sát kỹ hơn chiếc xe này. Các cái đường nét chi tiết rất là tinh tế. Thiết kế nói chung khác hoàn toàn so với các phiên bản trước đây của chiếc xe Kia Cerato. Chúng ta hãy cùng đến với trái tim của chiếc xe đi. Đây. Kia Cerato 1.6 AT Luxury được trang bị động cơ 1.6 Gamma. Thế hệ cải tiến tiết kiệm nhiên liệu hơn. Với công suất là 128 mã lực, mô men xoắn cực đại là 157 Nm, 4 xi lăng thẳng hàng, 16 van biến thiên thông minh cho chiếc xe vận hành được mượt mà hơn. Đây, khu vực trái tim của chiếc xe các bạn nhé. Thiết kế và sắp xếp thì khá là gọn gàng. Chúng ta hãy cùng nhau sang với lại cái phần thân xe đi. Kia Cerato với cái chiều dài cơ sở của xe là 2.700mm, khoảng sáng gầm xe là 150mm, thiết kế thanh lịch gọn gàng. Xe được trang bị cặp mâm 5 chấu kép, nhìn rất sang trọng, không khác gì những con mèo AMG đẳng cấp. Cặp mâm 17 inch với bề mặt lốp to bản hơn so với phiên bản Cerato 2018, tăng cái tính tiết diện so với mặt đường để làm tăng cái tính cách âm so với những phiên bản trước đây. Chúng ta hãy cùng quan sát kỹ hơn chiếc la răng này, nhìn rất là bắt mắt, rất đẹp. Lốp Continental các bạn nhé. Càng nhìn càng đẹp các bạn ạ.
Ngoài ra, chiếc xe cũng đã được trang bị gương chiếu hậu phía bên ngoài. Gương có gương chiếu hậu xi nhan led này, gập điện này, chỉnh tròng này. Rất là tiện dùng. Quan trọng, có nhiều xe không có là mình phải đi độ vào đấy. Xe cũng được trang bị cái nẹp chân kính và cong kính khá là sáng bóng. Đây, vòng quanh kính đây các bác nhá. Cái này mình mà đi lắp ngoài thì cũng tiền triệu không các bác ạ. Tay cửa một chạm, tức là mình chỉ cần đeo chìa khóa bên người, chạm vào là nó sẽ tự động đóng cửa và mở cửa. Rất là tiện lợi, nhất là khi mà mình bê đồ ấy, mình bê nhiều đồ thì không cần phải dùng chìa khóa luôn. Nhấn vào cái là được. Chúng ta hãy cùng quan sát này, sau đó di chuyển ở phần đuôi xe. Nhìn từ góc này thì mình hoàn toàn thể nhận thấy là đuôi xe này được thiết kế kiểu dáng sát bách liền mạch, cho cảm giác thể thao và bắt mắt đối với người đối diện. Chúng ta hãy cùng xem cái cụm đèn hậu nhé. Cụm đèn hậu này cực kỳ đẹp. Cụm đèn hậu LED cách tân sang trọng và thật sự nổi bật, dễ nhận diện. Đấy, kéo dài xuyên suốt luôn. Phía sau logo Kia cũng như là các cái chữ về tên xe và phiên bản đều rất là rõ ràng. Kia Seato Luxury. Cũng giống như phía trước, cụm đèn xi nhan cũng được thiết kế tách biệt so với cụm đèn hậu. Xe cũng đã được trang bị đầy đủ, bao gồm là các mắt, bốn mắt cảm biến cộng với lại là camera lùi. Xe cũng được trang bị lipo đơn, sơn đen bóng ở phía phía đằng sau, nhìn tạo cho xe cảm giác nó thể thao hơn. Thật sự rất thể thao, rất đẹp. Phong cách Kia Seato 2019 còn sở hữu thêm một cái cốp rất là rộng, gọi là cái cốp này gọi là cốp rộng nhất phân khúc luôn. Thể tích là 502 lít các bác nhá. Này, hai cái nút tròn tròn ở ngay kia đấy chính là cái để mình mở cái hàng ghế sau đấy các bạn. Hàng ghế sau gập 64 này, nếu mà mình mà gập cả hàng ghế sau nữa thì cái cốp này rộng kinh khủng khiếp luôn. Kể cả để các cái xe đạp nhỏ nhỏ đó, các cái đồ dài ấy, chúng ta đều có thể đổi để thông được từ hàng ghế sau ra đến hết cốp các bạn. Chúng ta có thể mở cốp này với bốn cách đấy. Về phần khoang nội thất đi, Kia Cerato thứ nhất là phần nội thất là được bọc da, từ táp bi cửa đến hàng ghế đều được bọc da. Đây là các cái nút trung tâm lên xuống kính này, loa chép này, khoang hành khách và khoang người lái của Cerato thì vô cùng ấn tượng, rộng rãi. Ghế da đây, với cái ghế lái là chỉnh điện 10 hướng, lên này, xuống này, trước sau này, lồi lõm lưng này. Cái này thì nhất là những chị em phụ nữ nào mà chân ngắn như tôi đây thì chỉ việc ngồi trên ghế và điều chỉnh bằng tay thôi, chứ không cần phải kéo lên kéo xuống gì cả, rất là tiện. Đặc biệt là chỉ có chiếc Cerato trong phân khúc C là có cái chức năng này thôi anh em nhé. Về phần nội thất chúng ta thể thấy đây, chỗ tay tôi đây là cửa gió tuabin, dễ dàng điều chỉnh. Vô lăng bọc da ba chấu, được trang bị đầy đủ các nút như là điều chỉnh. Đây, để tôi quay quay các bạn xem sơ qua đi, sơ qua về phần trước đi, sau đó chút nữa mình ra cái khoang đằng sau ấy thì nhìn nó rõ hơn, chi tiết hơn, thì tôi mô tả cái khoang lái nó sẽ tốt hơn, đẹp hơn. Đây chúng ta sẽ lia máy quay một vòng đi, xong rồi chút nữa tôi sẽ mô phỏng. À, đây là gương chống chói ECM các bác nhé, rất là tiện ích khi mình đi vào ban đêm. Màn hình DVD AVN, điều hòa hai vùng độc lập này, cần số này, hộp số này, nói chung là đẹp. Thiết kế mới của xe ô tô 2019
đỉnh của đỉnh luôn. Rồi, chúng ta hãy cùng ra khoang sau để có thể mô phỏng chi tiết hơn nhé. Khoang sau. Khoang hành khách thì chỗ ngồi, các ghế và tabi đều được bọc da. Chỗ ngồi thì khá là rộng rãi. Khoảng cách giữa ghế trước sau, cả về dài, chiều cao và rộng cho hành khách cảm giác thoải mái khi sử dụng. Khoang sau được trang bị cửa gió điều hòa, dễ dàng điều chỉnh thuận lợi, mang đến sự dễ chịu, nhất là trong những ngày hè oi bức này. Ngoài ra còn được trang bị thêm cả cái bệ tỳ tay nhé, có ngăn để cốc rất là tiện ích, ghế gập 64, tăng diện tích để cốp sau thuận lợi. Rồi bây giờ tôi sẽ ngồi hẳn vào và chúng ta sẽ cùng nhìn cái khoang lái nhé. Đây là cái bệ tỳ tay đấy ạ. Bệ tỳ tay và cửa gió điều hòa ấy, hoàn toàn có thể điều chỉnh được tốc độ gió cũng như là hướng gió nhé. Xe này có 6 loa anh em ạ. Đây, khoang lái đây rồi. Thứ nhất là với cái cách bố trí theo chiều ngang thì cái cảm giác nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Đây, chúng ta hãy cùng xem nhé. Trên vô lăng thì có các cái nút bấm chức năng như đàm thoại rành tay này, điều chỉnh âm thanh này, điều chỉnh tốc độ cruise control này, dễ dàng sử dụng với hai ngón tay cái. Cụm đồng hồ trung tâm thì kết hợp màn hình đa phương tiện hiển thị thông tin, vòng tua này, tốc độ này, tình trạng xe xăng được thiết kế rõ ràng, đẹp mắt. Xe được trang bị DVD AVN, có tích hợp GPS này, kết nối USB AUX Bluetooth. Xe được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, có tính năng lọc khí bằng ion. Đấy, anh em có thể thấy đây, tôi xe cũng được có một số cái chi tiết được mạ chrome hoặc là titan, nhìn rất là nổi bật, sang trọng. Đấy, anh em quan sát kỹ hơn cái phần khoang lái nhé. Cerato 1.6 AT Luxury là có hai túi khí anh em nhé, hai túi khí tài phụ. Có nút start top. Xe cũng đã được trang bị cửa sổ trời nhé. Dụ cửa sổ trời đấy trong cái quá trình mình đi dã ngoại hay đi biển thì dụng gọi là tuyệt vời luôn. Chụp ảnh đẹp. Xe ô tô 1.6 AT Luxury được trang bị hộp số 6 cấp, được đánh giá êm ái với 3 chế độ vận hành, lần lượt là Eco, tiết kiệm nhiên liệu, Comfort, tiêu chuẩn Sport, thể thao, cho cảm giác lái phấn khích hơn trên các cái cung đường. Đấy, mình chiếu xa cho anh em thấy cái cửa sổ trời này. Đấy. Đây, khu vực lái đây, mình sẽ có cái nút Drive Mode. Drive Mode. Đấy, mình nhấn vào đấy để thay đổi các cái chế độ vận hành của xe. Ở đây khu vực các cái nút này thì có các một số nút chờ và có cái thêm cái nút là để tắt cái âm lượng của cái cảm biến khi mình đi trong khu vực đông dân cư. Cần số bắt mắt đúng không? Thiết kế kiểu mới, mình sẽ không hạ, mình phải bóp ngang này thì mình mới có thể vào số được. Cục phanh tay thì cạnh đây cũng có cái cốc để đồ luôn. Cerato thì cũng đã được tăng thêm thép cường lực cho hệ thống khung gầm tốt hơn, chất liệu cách âm tốt hơn. Về an toàn thì Kia Cerato 1.6 AT Luxury được trang bị hệ thống chống bó cứng bánh xe ABS, hỗ trợ quá trình phanh xe được an toàn và chính xác hơn. Đặc biệt trong trường hợp phanh gấp bằng cách bóp nhả hệ thống phanh liên tục, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD sẽ điều chỉnh và cân bằng lực phanh giúp quá trình phanh trở nên tối ưu hơn. Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA là hệ thống tự động trợ giúp quá trình phanh diễn ra nhanh hơn, tránh va chạm, đặc biệt trên các cung đường trơn trượt. Hệ thống khởi hành ngang dốc HAC giúp xe giữ được trạng thái cân bằng ổn định, không bị trôi về phía sau trong quá trình lao dốc.
hệ thống cân bằng điện tử ESP giúp điều chỉnh hướng lái và phát hiện nguy cơ trơn trượt bánh xe trước khi bị mất điều khiển. Hệ thống ổn định thân xe VSM giúp tăng cường vận hành ổn định hơn thông qua việc kết hợp hệ thống cân bằng điện tử ESP và hệ thống lái trợ lực điện trong những tình huống nguy hiểm. Xe được trang bị hai túi khí, hệ thống chống trộm, tự động vận hành cao cấp, đảm bảo tính an toàn cho người dùng rất cao. Nói chung, với cái tầm tiền mà 600 triệu thì đây chính là sự lựa chọn không thể tốt hơn. Và chắc chắn chiếc xe Kia Seato Luxury 1.6 AT sẽ làm hài lòng các quý khách hàng. Kể cả là quý khách hàng khó tính nhất thì cũng sẽ phải trầm trồ vì chiếc xe này. Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ qua số hotline 0868 329196. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy nhớ like và đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nữa nhé. Xin chân thành cảm ơn.